Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà Trương Thị Mai chán nản bỏ về quê Ngày 16 tháng 5, VOA tiếng Việt cho hay rộ tin đồn bà Trương Thị Mai cáo lão về quê Theo tìm hiểu của VOA, trong lúc đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm nhân sự Thế vào các ghế lãnh đạo bị để trống, thì dư luận trong nước đang rộ tin đồn Về sự ra đi của bà Trương Thị Mai, một trong những lãnh đạo hàng đầu của đảng Và là ứng viên cho một vị trí tứ trụ VOA đề cập đến kỳ họp quan trọng vào ngày 20 tháng 5 sắp tới của Quốc hội để phê chuẩn các chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội sau khi các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị cho thôi tất cả các chức vụ cách nhau hơn một tháng. Theo thông lệ trong hệ thống chính trị Việt Nam, trước khi Quốc hội họp, Bộ Chính trị của đảng họp trước để bàn bạc, thống nhất đề cử nhân sự nào, sau đó đưa toàn thể ban chấp hành trung ương biểu quyết và Quốc hội chỉ có nhiệm vụ chuẩn y. Và đây là hình bài trên VOA. VOA nhắc lại nhận định của giáo sư Carter, nhà quan sát chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng tại Úc từng nói sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức hồi tháng 3 rằng bà Mai là người có triển vọng nhất lên thay ông Thưởng. Tuy nhiên, VOA dẫn ẩn ý của Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà ngày 14 tháng 5 đăng trên trang cá nhân, đăng kèm tấm hình chỉ mang tính minh họa, chụp ba người là Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc và Trương Thị Mai. Đáng chú ý là cả ông Phúc và ông Thưởng đều đã về hưu sau khi bị mất chức chủ tịch nước giữa chừng. Ngôi sao tuyển nữ quốc gia bông hoa duy nhất có mặt trong ban điều hành liên đoàn bóng đá vừa bất ngờ bỏ việc. Cô đã dọn đồ về quê chấm dứt sự nghiệp đỉnh cao. Từng là một ứng cử viên cho chức chủ tịch và cũng được xem là người phù hợp nhất do nhiều kinh nghiệm đa dạng khi thi đấu tại nhiều vị trí khác nhau. Phản ứng của sao nữ trước những cáo buộc trách nhiệm và đấu đá nội bộ là chưa từng có trong lịch sử của tổ chức này, bà Lê Nguyễn Hương Trà cho biết. Và đây là hình tấm hình đăng trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà. VOA cho biết Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà từng đưa, tin, từng đưa tin chính xác về những diễn biến hậu trường cung đình Việt Nam trước khi nó diễn ra, trong đó có vụ từ chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 2 năm 2023 và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hồi tháng 4 năm nay. Bên cạnh đó, VOA dẫn lời ông Bill Hayton, nhà nghiên cứu tại Viện Chatham House ở London tại Anh, viết rằng, ông nhận được tin từ Thượng tầng Chính trị Việt Nam rằng bà Trương Thị Mai đã từ chức. Đấu đá nội bộ của đảng là quá bất thường, ông viết. VOA dẫn lời Twitter của giáo sư Abuja, chuyên giảng dạy về chính trị Việt Nam tại trường chiến tranh quốc gia ở thủ đô Washington DC tại Mỹ, cũng viết rằng có tin đồn đang lan truyền rằng bà Trương Thị Mai đã đệ đơn từ chức lên đảng. Với tình hình độc hại của chính trị Việt Nam hiện tại, ai có thể bắt lỗi bà ấy được? Và đây là hình bà Trương Thị Mai. Tương tự, VOA cũng dẫn Twitter của giáo sư Alexander Vũ Quyên thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel có trụ sở tại Hawaii cho biết bà Mai đã xin nghỉ. Bà không bị ép nghỉ mà được cho vào tứ trụ. Nhưng câu trả lời của bà là tôi không được khỏe và tôi đã mệt mỏi với trò chơi quyền lực này. VOA tiếp tục dẫn một nguồn tin quen thuộc với tình hình chính trị trong nước nói rằng bà Mai xin nghỉ vì đã chán tình cảnh đấu đá trong khi ông Trọng muốn giữ bà lại do tính chất khép kín của nền chính trị Cộng sản Việt Nam, VOA không thể kiểm chứng những thông tin này. Tuy nhiên, VOA nhận xét nếu thông tin này là đúng thì Bộ Chính trị Việt Nam từ 18 người lúc đầu giờ chỉ còn 12, mất đến 1 phần 3, trong khi còn gần 2 năm nữa mới hết nhiệm kỳ. Nếu như bà Mai thật sự ra đi, thì đảng cùng lúc phải tìm người trong số 12 ủy viên Bộ Chính trị còn lại để lắp vào năm chức danh, tức là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương và trưởng ban kinh tế trung ương. Đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bà Trương Thị Mai chán nản bỏ về quê. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hội nghị Trung ương chính bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bà Trương Thị Mai xin nghỉ. Ngày 14 tháng 5, báo Tiếng dân đăng tin nóng về hội nghị Trung ương chính sắp diễn ra của tác giả Lê Văn Doanh. Tác giả cho biết, trong những thông tin đang nhiễu loạn trên mạng xã hội, tác giả đã kiểm chứng được một số thông tin. Cụ thể, nội dung hội nghị Trung ương chính khóa 13 gói gọn trong những vấn đề cơ bản như sau. Thứ nhất, bầu bổ sung các ủy viên bộ chính trị và ban bí thư. Thứ hai, ban chấp hành trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ bảy diễn ra vào ngày 20 tháng 5, bầu chức danh chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội và phó chủ tịch Quốc hội. Thứ ba, xem xét và đưa ra ý kiến về việc cho thôi các chức vụ, cho nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Tác giả cũng cho biết bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ, nghỉ công tác vì lý do sức khỏe từ trước. Tác giả khẳng định không có mối quan hệ và bất kỳ lợi ích nào liên quan đến bà Mai. Việc đưa thông tin chỉ nhằm mục đích đem đến sự thật cho độc giả, vì hiện nay tin đồn liên quan bà Mai thật giả lẫn lộn. Một số thông tin liên quan tới bà Mai mà tác giả đã kiểm chứng như sau. Bà Mai đã có đơn xin nghỉ việc từ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Vương Đình Huệ ngày 20 tháng 4. Ông Trọng động viên bà Mai ở lại để giữ chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội, nhưng bà kiên quyết từ chối. Các phe tấn công bà Mai tung tin hỏa mù rằng bà can thiệp cho nhóm Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí để có được dự án Đại Ninh là không đúng sự thật. Tin đồn bà được tặng một biệt thự đắt tiền ở Sài Gòn cũng là tin vô không. Bà Mai là một phụ nữ không chồng, không con, bà được đánh giá là nhân vật sạch sẽ nhất trong Trung ương đảng. Bà xin nghỉ việc không liên quan gì tới Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí hay dự án Đại Ninh. Và đây là hình bà Trương Thị Mai, người bị dính rất nhiều tin đồn hiện nay. Tác giả đánh giá việc các thế lực giấu mặt trong đảng, ngụy tạo chứng cứ, bịa đặt và bôi nhọ bà Mai là việc làm bất nhân, đáng hổ thẹn. Tinh vịt mà những nhân vật giấu mặt này đã tung ra để đánh bà Mai vừa qua cho thấy cái gọi là giới tinh hoa trong đảng, khoác áo chính trị gia cấp cao, thật ra chỉ là những kẻ tiểu nhân và tầm thường. Theo tác giả, dự kiến sáng ngày 19 tháng 5, bộ chính trị và ban bí thư sẽ nhóm họp để phân công nhiệm vụ các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư ngồi vào các vị trí chủ chốt bị khuyết hoặc sẽ có thay đổi. Danh sách đề cử chính thức hiện vẫn chưa có. Bộ chính trị, ban bí thư trình nhân sự trung ương sẽ có ý kiến đề cử để bổ sung danh sách sau đó chốt số lượng và tiến hành bỏ phiếu kính. Thông tin nội bộ mà tác giả có được sẽ có 5 người được đề cử trong danh sách ứng viên Bộ Chính trị, đề cử 4 người. Riêng ban bí thư sẽ đề cử 3 người, bầu 2 người. Và đây là hình nỗi buồn của ông Trọng. Cũng theo thông tin bị rò rỉ mà tác giả có được, nhân sự cấp cao của đảng sẽ có những thay đổi căn bản. Bộ Chính trị dự kiến trình Trung ương bỏ phiếu giới thiệu các nhân vật như sau. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử chức danh Chủ tịch nước. Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, ứng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội. Tác giả bình luận, không chỉ khủng quản nhân sự cấp cao, chính trường Việt Nam hiện đang hết sức hỗn loạn và phức tạp. Công cuộc đốt lò không có vùng cấm của ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp các phe phái mượn cớ thanh trừng, tiêu diệt lẫn nhau, đến nay chưa có hồi kết lịch sử đảng từ đầu thập niên năm 1960 đến nay, những chiếc ghế quyền lực đặc quyền đặt lợi trong đảng trở thành mục tiêu cho các phe phái săn đuổi, tranh giành hết sức khốc liệt, đẫm máu và chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hội nghị Trung ương chính bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bà Trương Thị Mai xin nghỉ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.